Chào tất cả các anh em, mình là Trung Hội Tiger. Thì hôm nay mình sẽ review cái trận chiến giữa ACC Q9 và ACC Nice 100 này của quân đoàn Diabilo. Thì với ACC Level 24 này là những cái huy chương của anh ta là cũng rất nhiều, huy chương vàng. Thì cái trận chiến này là ACC khiêu chiến là Levet 23 gặp người chơi này là Levet 24 ha. Thì với trận chiến này 33 phút, kéo dài 33 phút, thì cái mình sẽ review của trận chiến này cho các anh em xem. Và với cái map đối đầu băng giá như thế này thì cái trường hợp mà này có phối một với một thì nó có hai loại các anh em. Một là hai nhà nằm phía trên, còn hai là hai nhà nằm sát biển. Thì với trường hợp trận này là hai nhà nằm sát biển ha, thì hai nhà nằm sát biển thì nó cũng rất căng. Nếu mình có nâng tàu thì mình phải đi tàu và đồng thời phải sản xuất không quân hỗ trợ phụ nữa các anh em. Thì lúc này ACC khiêu chiến là người chơi là anh Nguyễn Thanh Tài là chủ ACC khiêu chiến này. Thì anh ta sử dụng sản xuất những con data để đi trinh sát những vị trí biển để ăn biển, và đồng thời những con lính để chạy trên những vị trí trên đồi này để ăn hộp các anh em. Thì tối ưu phương án này mình phải ra tàu để thủ biển. Thì khi mà lính của ACC khiêu chiến là anh Nguyễn Thanh Tài cho lính đi trinh sát cái nhà đỏ này, thì anh ta nhà đỏ này đang sản xuất ra hai nhà tàu để sản xuất ra ali. Và mình cũng nói cho các anh em biết luôn là trận chiến này là nó cũng rất căng, tại vì cái sai lầm của ACC khiêu chiến là anh ta đã lên nhà HQ cấp 4 rất nhanh, và đồng thời anh ta tốn quá nhiều tài nguyên. Anh Nguyễn Thanh Tài đã tốn quá nhiều tài nguyên để nâng những cái nhà tàu và sản xuất nhà máy bay để sản xuất cho không quân. Thì lúc này ACC khiêu chiến đã nâng 3 nhà tàu để sản xuất cho Whitkin. Để sản xuất cho Whitkin đó các anh em. Thì lúc này một con lính đỏ đã trinh sát được cái nhà của ACC Nguyễn Thanh Tài này. Thì lúc này anh Nguyễn Thanh Tài đã sản xuất cho được một con VTS để đi sử dụng VTS ra đi trinh sát vào cái nhà đỏ này. Cho nên em thấy nếu lúc này 3 nhà tàu sản xuất với Whitkin cũng rất nhiều, nhưng mà ngay vị trí này các anh em thấy số lượng mà ali của đỏ nó phun ali rất nhiều. Thì theo cái số lượng mà Whitkin Levet 23 của anh Nguyễn Thanh Tài là ACC khiêu chiến không đủ để số lượng Whitkin để chống nợ những cái con ali này. Thì lúc này 3 nhà tàu nhưng mà cái tài nguyên không đủ các anh em. 3 nhà tàu nên cái tài nguyên không đủ nên số lượng Whitkin sản xuất cho không có đủ nhiều. Và với cái ali mà Levet 24 nó mát ali Levet 24 thì nó bắn thì nó rác hơn cái Whitkin 23 nhiều. Và đồng thời ngay vị trí này ACC khiêu chiến đã không, chỉ có một cái vị trí hạm thôi, không có thêm cái hạm nào nữa hết. Cho nên em thấy thì ngay vị trí này là những cái nhà tàu của ACC khiêu chiến là bị đánh tan tành, không còn, đánh triệt phá hết hai nhà tàu luôn các anh em. Thì cái sai lầm của ACC khiêu chiến là anh ta chỉ có một cái vị trí hạm ngay vị trí này để thủ. Thì khi mà gặp cái số lượng mà ali mà chịu full ali là nó đánh rất rác luôn. Thì ngay vị trí này ACC đỏ nó có sử dụng số lượng ali để đánh vào những con Whitkin này và đánh sạch đi cái nhà tàu của ACC khiêu chiến là anh Nguyễn Thanh Tài. Thì các anh em đã thấy rồi, thì ngay vị trí này chỉ còn một vị trí hạm, và đồng thời tài nguyên lúc này của bên xanh mình đang bị hụt trầm trọng các anh em, bị hụt trầm trọng luôn. Thì lúc này anh Nguyễn Thanh Tài đang cố gắng xây những cái vị trí hạm, cái vị trí này để thủ nhà
thì lúc này không trinh sát được cái nhà đỏ nó có cái gì hết, nên cũng chưa biết là nó sẽ sử dụng như thế nào. Thì ngay vị trí này, ICC kêu chiến anh Nguyễn Thành Tài có sử dụng một con VTS để đi trinh sát cái nhà đỏ này. Thì lúc này phát hiện ra cái nhà đỏ này nó là chỉ có nhà ba thôi, và mà đang xây một cái nhà máy bay để sản xuất cho máy bay một đó các anh em. Thì với cái nhà ba này mà chịu full tài nguyên á, để sản xuất cho Ali và máy bay một, thì nó đánh vào những cái trung tâm chỉ huy của đồng minh của mình ICC kêu chiến là rất rác luôn, chứ không phải là thường. Thì lúc này cái sai lầm của ICC khiêu chiến là đã tốn quá nhiều tài nguyên. Anh Nguyễn Thành Tài đã tốn quá nhiều tài nguyên để xây những vị trí hạm ngay vị trí này. Xây những vị trí hạm ngay vị trí này mà lúc này nó không có tấn công vào vị trí ngay phía đây mà nó đánh vào phía trực diện phía trên đây nha các anh em. Các em thấy số lượng Ali mà LV-24 nó tấn công vào phía trực diện ngay vị trí này. Thì xem như cái phần này là lúc này là anh Nguyễn Thành Tài đã bị bất ngờ, ICC khiêu chiến đã bị bất ngờ, nên anh ta buộc phải dời nhà là chắc chắn là phải dời nhà cái nè. Thì cũng nói các anh em biết là khi mà mình lên với 23 mình gặp lên với 24 á, thì những cái nâng cấp thì nó không thể nào mà bằng được, không thể nào bằng lên với 24 được. Nhưng mà khi mà mình chịu chiến các anh em, nó sẽ khác. Nó sẽ khác hoàn toàn với cái người mà không chịu chiến. Thì lúc này anh Nguyễn Thành Tài đang cố gắng gồng gượng đặng anh ta thủ vị trí này, và đồng thời anh ta dời nhà vào phía trong. Dời nhà vào phía trong các anh em. Thì lúc này ngay vị trí gần biển này toàn bộ là bị Ali của bên đỏ là đánh là sập hết hoàn toàn. Thì lúc này ICC kêu chiến đã sử dụng item đang nâng cấp những cái nhà máy điện và nhà trung tâm cung cấp vào khu vực phía trong đây, đang về chuẩn bị dời nhà ha. Thì lúc này các anh em thấy đây, sử dụng số lượng Ali mà đánh vào vị trí này là không còn gì rồi. Thì xem như cái phần biển là bị thất thủ hoàn toàn. Thì đó là cái sai lầm của ICC kêu chiến là đã tốn quá nhiều tài nguyên để xây những cái vị trí hạm ngay vị trí này, mà không xây phụ phía trên này, và nó đã đánh vào phía trên nha. Thì lúc này ICC kêu chiến đang xây lại nhà, dời nhà vào phía trong này. Thì lúc này đang dời nhà và anh ta đang nâng cấp và để sản xuất ra những cái phòng không. Vì cái trường hợp mà bên đỏ nó có những con máy bay một đó các anh em. Những con máy bay một thì nó sẽ ra khi mà Ali của nó công phá vào cái khu vực biển thành công rồi đó, thì nó sẽ sử dụng số lượng máy bay một để tấn công vào phía đất liền. Thì trường hợp này đỏ chuyên gia đánh vào vị trí này, thì lúc này ICC khiêu chiến anh Nguyễn Thành Tài đã rút kinh nghiệm ha, và anh ta đã xây những cái phòng không và sản xuất ra những con Typhoon để thủ nhà ngay vị trí trong bờ này. Các em thấy máy bay một phải bắn vào đây. Thì lúc này ICC khiêu chiến đã anh ta khá thông minh. Anh ta đã xây những cái phòng không và dời nhà vào vị trí phía trong này, và đồng thời sản xuất những con Typhoon để tránh trường hợp là máy bay một của nó công phá. Khi mà Ali của nó công phá vào đất liền rồi là máy bay một của nó là sẽ lên đất liền và tấn công vào những cái trung tâm chỉ huy của phe đối phương nha các anh. Thì lúc này anh ICC khiêu chiến anh ta quá thông minh, và anh ta đã cố gắng gồng gự. Thì nói chung là mình tuy mình yếu thế hơn, mình yếu hơn cái Levet, cái Levet của mình yếu hơn, nhưng mà với mình chịu chiến là nó sẽ phương án của mình là sẽ năm tay nghề nha các anh em. Tùy theo cái trường hợp mà người ta tuy mình yếu nhưng mà cái tay nghề của mình là mình rút được kinh nghiệm nhiều trận thì có thể mình sẽ đánh khác hơn, đó là như vậy. Thì lúc này ICC kêu chiến đang nâng lại nhà HQ và đang lên nhà HQ cấp 4 đã xong. Thì lúc này anh ta đang nâng cấp ở những cái nhà máy bay để và những cái sân bay lại, để anh ta sản xuất ra những con BTS và những con Thor. Thì lúc này phe đối phương thì nó chưa có động tĩnh gì, thì chắc chắn là đối phương hiện giờ nó cũng đang lên nhà HQ cấp 4 rồi.
và không biết là nó sẽ sử dụng với cái quân gì và để tấn công thôi. Thì lúc này ICC chiến anh ta đang sản xuất những con VTS và những con Thor. Thì ngay vị trí này là khi mà đỏ nó cũng tài nguyên, khi mà nó sử dụng vào những cái phần biển và những con máy bay một quá nhiều thì cái tài nguyên của nó chắc chắn là sẽ không có nhiều đâu các anh em. Nên cái trường hợp mà đánh khối sẽ không có xảy ra với trường hợp này đâu. Thì lúc này trên bầu trời đã có xuất hiện những con hót, của phe bên đỏ. Thì lúc này nó cũng đã nâng nhà máy bay để sản xuất ra những con hót là để đánh từ xa rồi. Thì lúc này anh Nguyễn Thanh Tài sử dụng số lượng không quân của anh ta để rà soát vào những vị trí nhà. Thì lúc này đỏ nó có nâng cấp hai nhà máy bay và đã có 3 sân bay và số lượng nhiếm đây cũng rất nhiều. Thì và ngay khu vực biển này thì số lượng ali của nó cũng rất nhiều các anh em, chứ không phải ít đâu. Tại vì ali cắm ngay vị trí biển này, ali nó có cái tác dụng của nó là phòng không được á, phòng không được nên cắm gì chơi ngay vị trí biển này. Khi mà những cái con Thor nè các anh, những con Thor nó bay qua thì nó sẽ dính đạn vào những cái con ali đó. Ali nó cắm ngay vị trí biển thì nó cũng rất khôn chứ không phải nó ấy đâu. Thì lúc này anh Nguyễn Thành Tài sử dụng số lượng Thor của anh ta đã rải vào những cái công trình của phe đối phương và sử dụng số lượng là khoảng 8 con Thor mà rải thì về chỉ còn 4 con thôi. Thì số lượng phòng không và nhiếm và những con ali trên khu vực gần nhà của phe bên đỏ đó rất nhiều, nên cái phương án mà sử dụng Thor để đánh vào vào cái trung tâm chỉ huy của phe bên đỏ này là xem cũng như là cái phương án bất khả thi, có thể là không thành công nha anh em. Và số lượng Thor đây bắt đầu rải vào những công trình của bên đỏ tiếp. Đây các anh em thấy ali nè, ali nó có phòng không à, đánh rất rác luôn. Thì lúc này là số lượng Thor rải nè các anh em, nó bị những con ali và những con hót bu theo rỉa, thì xem như số lượng Thor chết hoàn toàn, chỉ còn về tới nhà là khoảng 2 con thôi. Thì lúc này ATC khiêu chiến anh ta đã phát hiện ra là sử dụng Thor để đánh cũng không thành công, và anh ta quyết tâm là anh ta lên nhà Hạ Quỳ cấp 5. Thì bây giờ với trường hợp này thì chỉ cần lên nhà Hạ Quỳ cấp 5 và xây một cái trung tâm không gian để tấn công vào cái nhà chỉ huy của bên đỏ này thì có thể phương án khả thi đó sẽ thành công hơn, khi mà sử dụng số lượng Thor này để rải vào những công trình. Các em thấy 4 con Thor rải vào những công trình của bên đỏ này, và khi xịn nó bị số lượng phòng không và những con hót đánh là không còn cái gì. Thì lúc này ICC khiêu chiến anh ta đã phát hiện ra là với phương án đánh đó là không thể nào mà thành công được, nên anh ta quyết tâm là lên cái nhà không gian. Thì với cái map thì như thế này, mà khi mà sử dụng số lượng Thor mà khi mà bay qua khu vực biển mà để rải vào công trình của bên đỏ là phương án đó là bất khả thi, có thể là không thành công các anh em. Thì lúc này đỏ nó có trinh sát cái nhà và nó thấy ACC khiêu chiến anh Nguyễn Thành Tài đã đang sản xuất cái nhà không gian này để bắn vào nhà nó. Thì lúc này nó cũng đã phát hiện ra, các anh em. Thì lúc này nó sử dụng số lượng hot của nó để tấn công vào cái nhà không gian này của đồng minh ACCQ của chiến anh Nguyễn Thành Tài. Thì lúc này số lượng phòng không và những con Typhon cắm ngay vị trí này rất nhiều, thì chỉ cần bắn một cái quả không gian thôi là xem như là cái trận chiến này là kết thúc hoàn toàn. Thì các anh em thấy đây nó full hot để nó bắn vào cái trung tâm không gian của đồng minh ACC khiêu chiến, nhưng mà ACC khiêu chiến có công tác chuẩn bị các anh em, nên nó không thể nào thành công được. Và nó khi mà nó phá không thành công cái nhà không gian thì xem như trận chiến xem như là gần kết thúc.
Thì cái quả không gian này đánh vào ngay vị trí này thì xem như những cái công trình của bên đỏ toàn bộ là sẽ bị tàn phế hết. Thì anh với cái trận chiến này mà gặp Leibet cao hơn và với cái khi mà bị thất thủ ngay từ đầu thì ACC khiêu chiến anh ta quá thông minh để anh ta lật ngược được cái thế cờ ha, các em thấy. Và chỉ cần đánh sập cái nhà quy chính thôi là xem như đỏ kết thúc hoàn toàn, các em thấy, nó đã rời khỏi cuộc chơi. Thì với cái video này thì các anh em xem cho ý kiến, xem cái lối đánh và cách đánh cái này, trận này xem có hên hay không, hay là thật sự hay để thắng nha các anh em. Cảm ơn các anh em đã xem.